khi cái người mà tâm còn giận hờn phiền não đau khổ mà chết cái thân này đi, thì cái trạng thái, cái nghiệp lực phiền não đau khổ đó nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ tiếp tục tái sanh làm một con người kế tiếp mấy con, quý Phật tử. Như vậy rõ ràng là mấy con còn có chỗ để tái sanh vì có sự tương ưng. Tâm mấy con còn giận hờn phiền não thì sẽ tương ưng với những người giận hờn phiền não để mà sanh làm người kế tiếp. Còn riêng thầy không còn giận hờn phiền não, cho nên khi thân thầy bỏ thì tâm thầy sẽ ở chỗ không giận hờn phiền não. Và những người xung quanh thầy có ai là những người không giận hờn phiền não? Chắc chắn là không có. Mà không có thì thầy có tái sanh được không? Không. Không tương ứng làm sao tái sanh? Vậy thì thầy tái sanh đâu? Thì thầy sẽ trở về với những người mà đã có tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự như Phật. Vậy thì thầy trở về tâm của Phật chứ sao? Phải không? Nó tương ứng. Rõ ràng. Ở đây nó rõ ràng. Còn giận hờn phiền não thì phải còn đi tái sanh làm người. Mà hết giận hờn phiền não thì phải tái sanh cõi Phật chứ sao? Và tâm chúng ta cũng thanh thản an lạc vô sự, thì cả bên ngoài cũng thanh thản an lạc vô sự, và bên trong cũng thanh thản an lạc vô sự, thì nơi đó có sanh ra được con người nữa không? Không. Vì sinh ra con người là phải có tâm tham sân si giận hờn phiền não mới tái sanh. Cho nên tu lợi ích rất lớn quý vị. Tu lợi ích rất lớn. Biết đường mình về, biết chỗ mình ở. Còn không tu, mình sẽ biết mình cũng tiếp tục tái sanh luân hồi, làm người hoặc làm vật. Nếu chúng ta làm người mà lòng chúng ta ti tiện, nhỏ hẹp, ích kỷ, bọn sẻn, hung dữ, thì chúng ta sanh ra tương ưng với loài vật, sanh ra loài vật. Một người hung dữ, hung dữ. Mấy con thấy hung dữ. Thì người ấy sẽ sinh ra không làm người mà làm những loài cọp, beo, những loài thú vật dữ. Những người mà chúng ta hiền lành, mà tâm vẫn còn tham sân si, vẫn còn tham sân si, vẫn còn ham muốn, chúng ta sẽ sinh ra làm con bò, con trâu mấy con. Nó hiền lành nhưng nó vẫn còn giận dữ chứ đâu phải không? Các con thấy chưa? Cho nên không chạy khỏi từ con người sinh ra con vật là sự tương ưng của tâm chúng ta. Từ con người sinh ra con người là phải sự tương ưng với con người. Nếu chúng ta sai phạm, làm những lỗi lầm, hằng ngày chúng ta giết trâu bò, chúng ta phải đền mạng trâu bò, thì lúc bây giờ do cái hành động giết hại đó, thì chúng ta phải sanh làm cái loài vật đó để cho người khác giết hại lại. Nhân nào quả nấy. Hành động làm ác thì chúng ta phải chịu. Một người thường đi bắt cá tôm, đâu tránh khỏi nghiệp thành cá tôm. Hành động giết hại đó đâu làm người được nữa, đâu phải dễ. Nhân nào quả nấy, hành động giết hại. Hằng ngày chúng ta giết gà thì đâu tránh khỏi chúng ta làm gà dịch, đâu tránh khỏi. Nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta hãy sống năm giới đức của Phật, đừng giết hại chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên giọng ngữ, không nên nói dối, không nên uống rượu chè say sưa. Tất cả năm cái giới luật này, năm cái đức hạnh này dạy chúng ta làm con người để được trở thành làm con người, tiếp tục mãi mãi là con người, không thành con vật. Đó, hôm nay những bài pháp mà thầy nói, Đức Phật dạy, dạy để con người thực tự, thật sự là con người, thật sự là con người được giải thoát, thật sự là con người làm chủ sự sống chết của con người. Thầy đã làm được. Thầy muốn chết hồi nào chết, thầy muốn sống hồi nào sống. Không có nghĩa đây là một nói dối được. Một sự thật, không thể nói dối. Thầy không ngồi thiền 5-7 ngày để biểu dương xuất thiền định. Nhưng thầy làm chủ được bệnh đau, thầy làm chủ được thân thầy. Thầy làm chủ tất cả những gì trong cuộc sống của thầy, ai chữ ai mắng thầy, không biết giận hờn một người nào cả. Đó là cái hiện thực mà thầy đã chứng nghiệm qua bản thân của mình. Ai nói xấu, nói xa, nói gì thầy, thầy vẫn thản nhiên. Thầy thấy trên đời này không có gì xấu, khi mà mình làm xấu mà mình che đậy mới là xấu. Còn mình không làm xấu thì ai nói gì mình cũng chẳng xấu. Bởi vì mình có làm đâu mà mình xấu. Cho nên nó là sự thật.
đối với thầy hoàn toàn sống bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng tri kiến hiểu biết của mình mà được giải thoát như vậy, chứ không có gì khác. Cho nên đạo Phật gọi là tri kiến giải thoát. Những gì cần thông suốt phải thông suốt. Chúng ta thông suốt mênh mông nhưng rốt cuộc rồi chúng ta giận hờn phiền não, thì cái thông suốt đó có lợi ích gì? Như một nhà bác học, như một người có học vị cao nhưng tâm vẫn còn phiền não đau khổ, vẫn còn sân giận tức giận. Còn một người mà thông suốt được tri kiến của Phật, hiểu biết được đạo đức nhân bản của Phật, thì người ấy không còn giận hờn phiền não. Thì đó là những cái học để giúp chúng ta được giải thoát, được đem lại sự bình an. Chính đó là những gì cần thông suốt, phải thông suốt. Nếu không thông suốt những điều này thì tâm chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên tiếc gì chúng ta chưa có mở được trường lớp để dạy sự thông suốt này. Ngày nào đó ở tu viện Chân Như có đủ duyên mở ra những trường lớp, ví dụ một tuần lễ có một ngày dạy mà thôi, ví dụ vậy, thì tất cả các Phật tử được về vừa ở tại quê hương này và các Phật tử ở các tỉnh khác, nơi khác đều đến đây. Ở đó có phân chia ra nhiều lớp, lớp cao có, lớp thấp có, lớp mới học có, và mỗi tuần lễ có một ngày Chủ nhật để cho quý vị được nghỉ ngơi trong ngày đó, đến học tập đạo đức làm người. Và khi học như vậy trong suốt một năm thì chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta đối đứng trước các cảnh chúng ta rất thản nhiên, không còn có chút tâm nào dao động, không còn có những hành động làm khổ mình khổ người, lời nói thì ôn tồn nhã nhặn rất là ái ngửi, không còn có những hành động thô tháo làm cho người khác đau khổ. Đó là những lớp đạo đức mà sắp sửa tu viện Chân Như có dịp sẽ tổ chức và giúp cho mọi người.